Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với lại channel của Shoptech. Và ngày hôm nay, hòa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam khi đã giành được huy chương vàng SEA Games cùng với lại ngày hội mua sắm 12/12 lớn nhất trên toàn quốc, Shoptech mở chương trình sale và ưu đãi cực lớn bao gồm giảm sâu lên đến 60% cùng với lại combo phụ kiện tặng kèm cực kỳ là ưu đãi và ngầu. Anh em hãy cùng theo dõi các siêu phẩm sẽ được sale trong dịp sale lần này nhé. Mở đầu cho chương trình sale ngày hôm nay thì đầu tiên mình xin giới thiệu siêu phẩm ống nhòm Bezit 20x50. Đây là một trong những cái dòng ống nhòm quân sự Nga cực kỳ sắc nét, được rất nhiều anh em tin dùng và được đánh giá rất cao trên thị trường quốc tế, trên Amazon hay là trên các cái website mua hàng trực tuyến khác. Thì ống nhòm Bezit 20x50 là sản phẩm chính hãng được phân phối trực tiếp tại Shoptech với cái tầm nhìn xa sắc nét dao động khoảng 2.500m, hình ảnh phóng đại lên khoảng 20 inch nền và hình ảnh rất là sắc nét, cùng với đó là thiết kế cầm rất là đầm tay. Đấy, hai phần khung mắt thì thiết kế làm sao cho nó rất là linh động, phù hợp với nhiều khung mắt của mọi người. Đây là một trong số những cái dòng ống nhòm chuyên dụng tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Và ống nhòm Shoptech xin sale với sản phẩm Bezit 20x50 giá chỉ còn 1.490.000, và khi anh em đặt mua ống nhòm Bezit 20x50 sẽ được nhận ngay một bộ combo đi kèm bao gồm một đèn pin tự vệ, một sạc và một pin đi kèm. Đây là một trong những cái sản phẩm đèn pin tự vệ bán rất là chạy trên thị trường. Đấy, anh em có thể thấy trên này có bốn cái mũi gai để giúp cho anh em có thể tự vệ này, đèn pin siêu sáng này, đây chưa kể đây có một cái dao để cắt dây này và khúc đèn pin cầm cực kỳ an toàn, sẽ là một combo vô cùng tiện lợi cho anh em khi mà mình đi quan sát, đi rừng để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là coi sóc cái căn nhà của mình nếu trong trường hợp anh em ở những cái khu vực vùng núi. Siêu phẩm thứ hai chính là ống nhòm Bezum 12x50 với đường kính vật kính là 50mm và hai cái ống chụp ống quang cực lớn giúp thu hình ảnh và ánh sáng, cùng với độ phóng đại thực tế khoảng 30 inch lần. Ống nhòm Bezum 12x50 chính là một trong những cái sản phẩm mới nổi được rất nhiều anh em tin dùng và được nhiều anh em đánh giá rất là cao, kể cả trên cái thị trường quốc tế. Ống nhòm Bezum 12x50 có khả năng quan sát sắc nét trong khoảng 3.000m, độ phóng đại 30 inch lần, đem đến hình ảnh vô cùng sắc nét và chân thực nhờ công nghệ thấu kính được gia công bởi thương hiệu Leica, một trong những thương hiệu ống nhòm và sản xuất năng kính bậc nhất trên thế giới. Ống nhòm Bezum 12x50 được phân phối trực tiếp duy nhất và chính hãng tại Shoptech. Và hiện nay ống nhòm Bezum 12x50 Plus này đang được sale từ 2 triệu xuống còn 1.350.000. Và khi mua ống nhòm Bezum 12x50 Plus, anh em sẽ được tặng kèm với lại một cái bộ phụ kiện và đèn pin tự vệ cực kỳ là chất. Anh em có thể thấy ở đây, siêu chất. Đấy. Và khi anh em đặt hàng sẽ được ngay lập tức miễn phí vận chuyển đến toàn quốc, giao hàng và kiểm tra hàng tại nhà anh em nhé. Sản phẩm độc đáo thứ ba nằm trong chương trình sale của Shoptech đó chính là ống nhòm Bezum 12x50 bản thường. Đây là một trong những cái phiên bản ống nhòm được đánh giá rất là cao, có thể là một sự thay thế hoàn hảo cho Canon 20x50 với cái bộ ống kính cực kỳ sắc nét, hai phần nắp chụp ở đây cùng với lại cái hệ mở cực kỳ là ổn định và mềm mại trơn, giúp cho anh em có thể dễ dàng điều chỉnh khẩu độ với khoảng 1.000m, khoảng 2.500m đã được test thực tế thì cái độ phóng đại 12x đem đến cái hình ảnh cực kỳ là rõ ràng và sắc nét. Với cái năng kính rộng như thế này giúp hình ảnh, cái màu sắc của hình ảnh luôn luôn tốt trong điều kiện kể cả trời thiếu sáng. Ống nhòm Bezum 12x50 hiện tại đang được sale tại Shoptech với giá từ 2 triệu còn 790.000. Và khi mua ống nhòm Bezum 12x50 này, anh em sẽ được tặng ngay một trong những bộ phụ kiện cực kỳ độc đáo, đó chính là chiếc dao mini đa năng móc khóa để hỗ trợ cho anh em trong quá trình mình đi rừng. Một chiếc dao nhỏ bé này thôi nhưng mà được làm từ thép không gỉ theo thiết kế từ Bỉ và có cái độ sắc rất là cao ở cái phần lưỡi này, giúp cho anh em có thể đảm bảo được trong quá trình mình đi rừng, đảm bảo được cái quá trình hoạt động của mình mà mình không cần mang quá nhiều dụng cụ với rất nhiều tính năng như là cắt này, nhấn này, hoặc cắt dây này, xoắn dây này, cực kỳ là tiện lợi. Anh em có thể treo nó thành một cái móc khóa trong cái bộ sưu tập chìa khóa của mình. Sản phẩm tiếp theo không thể không kể đến trong đợt sale lần này đó chính là ống nhòm Bezum 8x40
Với thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn, ống nhòm bé zoom sẽ đem đến cho anh em một cái sự thoải mái khi mà mình mang vác và cực kỳ linh hoạt trong cái quá trình di chuyển. Ống nhòm bé zoom 8x40 với tầm nhìn xa sắc nét khoảng 2500m cùng với độ phóng đại là 8x lần, được kính vật kính là 40mm sẽ đem đến cho anh em cái trải nghiệm về hình ảnh cũng như là về cái màu sắc cực kỳ là ổn định. Đây sẽ là một trong những cái dòng ống nhòm đa năng cực kỳ là thú vị và thích hợp cho những anh em nào thích là vừa sử dụng ống nhòm để đi du lịch và vừa phục vụ cái công việc của mình. Và khi mua ống nhòm bé zoom 8x40, bạn sẽ được nhận ngay cái mức giảm giá từ 1.400.000 xuống còn 690.000, và độc đáo hơn sẽ được tặng kèm thêm một cái móc khóa dao đa năng mini cực kỳ là độc với nhiều cái tính năng giúp cho anh em hỗ trợ tốt nhất trong cái quá trình mình đi du lịch hay là mình đi chơi dã ngoại cùng với lại gia đình của mình. Sản phẩm tiếp theo chính là ống nhòm hải tặc Bolenke với thiết kế siêu nhỏ gọn, ở bên ngoài được mạ đồng cực kỳ là sáng và lớp da bảo vệ giúp anh em có thể cầm chắc chắn ống nhòm, và với khả năng thu dài hay là kéo ngắn như thế này thì giúp cho anh em có thể dễ dàng hoạt động. Ống nhòm Bolenke có khả năng nhìn tối đa đến 8000m. Và khi mua ống nhòm Bolenke, anh em sẽ được nhận ngay mức giảm giá từ 980.000 xuống còn 590.000, và được tặng kèm với đó là một dao mini đi kèm cực kỳ là tiện ích và hữu ích cho anh em khi mà mình đi chơi, đi du lịch dài ngày. Ống nhòm Bolenke cực kỳ thích hợp với anh em nào mà đã từng sử dụng qua ống nhòm rồi thì nhìn em nó rất là sướng bởi vì có khả năng tầm quan sát rất là xa. Và siêu phẩm cuối cùng nằm trong đợt sale lần này chính là ống nhòm Nikuna 1030x25. Đây được đánh giá là một trong những dòng ống nhòm huyền thoại của cái dòng ống nhòm một mắt với khả năng nhìn xa đến 8000m và độ phóng đại tối đa lên được đến 30x lần, với khả năng thu dài, kéo dài, thu ngắn cực kỳ là tiện lợi. Và anh em lưu ý là hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng Nikuna 1030x25 giả, chỉ có những dòng sản phẩm nào được phân phối trực tiếp tại Shoptech cùng với tem bảo hành đi kèm vỏ hộp đầy đủ mới là dòng ống nhòm chính hãng. Ống nhòm Nikuna 1030x25 nhỏ gọn như thế này đang được sale với giá 980.000 còn 490.000 tại Shoptech, và đặc biệt khi mua trong dịp giảm giá này anh em sẽ được tặng kèm với lại một chiếc dao mini đi rừng cực kỳ là tiện ích, anh em có thể vừa sử dụng trong quá trình mình đi rừng hay là có thể móc em nó trở thành một trong những cái phụ kiện trong cái bộ móc chìa khóa của mình, rất là tiện lợi. Trên đây là bộ sưu tập 6 sản phẩm đang được sale giá cực mạnh cùng với lại bộ combo sản phẩm tặng kèm. Anh em có nhu cầu thì anh nhanh tay liên hệ ngay với Shoptech để có thể đặt hàng ngay để nhận ngay cái bộ sản phẩm khuyến mãi này nhé. Vì thời gian chỉ diễn ra từ 12 cho đến 14 tháng 12 và tính đến hết ngày 14 tháng 12. Cùng với đó là số lượng sản phẩm ưu đãi có hạn nên anh em hãy nhanh tay đặt luôn. Và anh em có thể truy cập website shoptech.com.vn để có thể nhận thêm thông tin chi tiết hoặc để lại số điện thoại ngay ở dưới cái phần bình luận của video này để chúng mình có thể dễ dàng liên hệ để tư vấn cho anh em, hoặc anh em có thể gọi điện trực tiếp đến hotline 0988 862 059 để nhận được những hỗ trợ tư vấn đặt hàng kịp thời nhanh nhất nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Shoptech.